G-Dragon, tôi không dùng ma túy, rapper, ca sĩ nhóm Big Bang, G-Dragon phủ nhận thông tin sử dụng ma túy sau khi bị khởi tố vì vi phạm đạo luật dùng chất cấm, trong tuyên bố được đưa ra thông qua đại diện pháp lý hôm 26 tháng 10, G-Dragon phủ nhận mọi cáo buộc sử dụng ma túy. Văn bản gửi đến truyền thông nhấn mạnh: "Chào mọi người, tôi là G-Dragon. Trước hết, việc tôi sử dụng ma túy là không đúng sự thật. Ngoài ra, tôi muốn làm rõ rằng tôi không liên quan đến những thông tin vi phạm đạo luật ma túy được các phương tiện truyền thông đưa ra những ngày qua." Tôi biết có nhiều người lo ngại nên tôi sẽ tích cực hợp tác với cuộc điều tra đang được cơ quan chức năng tiến hành, dù Di Dragon phủ nhận việc dùng ma túy, không nhiều người tin anh. Một số bình luận trên Weibo cho rằng Di Dragon đã có nhiều biểu hiện bất thường trong các lần xuất hiện trước công chúng. Hợp đồng độc quyền của Di Dragon với EJ Entertainment đã kết thúc vào tháng 6, hiện anh là ca sĩ tự do. Trước đó, Di Dragon bị cảnh sát khởi tố vì nghi ngờ vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý ma túy. Truyền thông hàng đưa tin ngày 26 tháng 10. Ở vụ án này, ngoài Di Dragon, 9 người khác trong giới giải trí bị nghi sử dụng ma túy, hiện cơ quan chức năng khởi tố 4 người và tiến hành điều tra nội bộ với 5 người. Cảnh sát cũng cho biết vụ việc của g Dragon không liên quan đến vụ việc của diễn viên Lee Sung Kiun và sẽ được điều tra riêng.